Xin chào 500 anh em trên khắp vũ trụ, các bạn đã có cho mình ly cà phê sáng và tách trà ấm chưa? Bản tin đầu tiên của chúng ta hôm nay sẽ có gì? Cùng theo dõi nào! Real Madrid lại săn đuổi Ronaldo. Ronaldo đã ghi 450 bàn sau 438 trận cho Real Madrid, tương suất 9 năm thi đấu cho đội bóng hoàng gia Tây Ban Nha. Và theo Football Insider, Real có thể tìm cách đưa cầu thủ 36 tuổi trở lại Madrid chỉ 3 năm sau khi anh rời Juventus. Nguồn tin nói rằng việc huấn luyện viên Rangnick đến với Man United có khả năng mở ra cơ hội cho chính quyền phải người Bồ Đào Nha trở lại Tây Ban Nha vào mùa đông. Có những lo ngại về việc liệu Ronaldo có phù hợp với lối chơi pressing năng lượng cao của Rangnick hay không. Nhưng số liệu thống kê về hoạt động của Ronaldo và tần suất chạy của anh trong những trận đấu đầu tiên do Rangnick phụ trách đã xóa bỏ mọi nghi ngờ đó. Sự sắp đặt của Rangnick chứng kiến Ronaldo được đá cặp với Manchester United và màn trình diễn của người chiến thắng quả bóng vàng 5 lần cho thấy anh ấy sẵn sàng chiến đấu với cường độ cao. Rangnick đã dành những lời khen ngợi cho Ronaldo. Chúng tôi muốn chơi với hai tiền đạo, đặc biệt là ở vị trí trung tâm. Nhân tiện đây tôi cũng muốn nói rằng Cristiano Ronaldo đang làm việc cực kỳ phi thường với trái bóng và vẫn chứng minh anh ta là một trong số những cầu thủ xuất sắc nhất làng túc cầu. Và huyền thoại Rio Ferdinand tin rằng Rangnick sẽ xem xét để sửa đổi chiến thuật của mình nếu cần, để cho cả đội bóng sẽ làm việc và chơi bóng xung quanh siêu sao Ronaldo. Man City chấp nhận trả tiền hoa hồng cực lớn để có Haaland. Erling Haaland đang trở thành hàng hát ở châu Âu vào thời điểm này. Anh nhận được sự quan tâm của hàng loạt các câu lạc bộ hàng đầu châu Âu như Real Madrid, Bayern Munich, Barcelona, Man City, Man United, Chelsea và Paris Saint-Germain. Theo tiết lộ, điều khoản giải phóng hợp đồng của Haaland với Dortmund vào hè 2022 là 68 triệu bảng. Đây là mức giá rẻ so với tài năng và đẳng cấp của chân sút 21 tuổi. Giá mua Haaland tuy rẻ nhưng điều khiến cho vụ chuyển nhượng này trở nên khó khăn chính là phí môi giới mà Minora Ioner đưa ra. Báo chí Anh đưa tin, siêu vợ 54 tuổi yêu cầu bất cứ đội bóng nào muốn có thân chủ mình phải trả ông 47 triệu bảng tiền hoa hồng. Man City sẵn sàng trả cho Haaland khoản tiền 21,3 triệu bảng mỗi năm trong vòng 5 năm. Như vậy, chân sút người Na Uy sẽ kiếm được cho mình tổng số tiền lên tới 215 triệu bảng cho tới khi kết thúc giao kèo với đội chủ sân Etihad. West Ham muốn chiêu mộ Eden Hazard. Theo thông tin từ báo chí Anh, West Ham đang muốn chiêu mộ Eden Hazard, cựu ngôi sao của Premier League. Mức giá mà đội bóng thành London sẵn sàng trả cho thương vụ này là vào khoảng 21 triệu bảng. Đây được đánh giá là số tiền rất nhỏ so với tên tuổi của đội trưởng đội tuyển Mỹ. Nên nhớ là hè 2019, Real Madrid đã phải móc túi 100 triệu bảng chưa kể các điều khoản phụ để chiêu mộ tiền vệ này từ Chelsea. Cho đến lúc này, Eden Hazard vẫn là cầu thủ đắt giá nhất trong lịch sử của kênh cạnh trắng. Ở diễn biến mới nhất, phía Real đã từ chối lời đề nghị 21 triệu bảng của West Ham để mua Eden Hazard. Đội bóng khổng lồ của Tây Ban Nha muốn nhận được ít nhất 48 triệu bảng mới chịu nhả tiền vệ công này. Nghĩa là Real muốn thu lại chi ít cũng phải khoảng 50% số tiền từng bỏ ra để mua Eden Hazard cách đây 2 năm. Gerrard chọc ghẹo Owen trong ngày trở về sân Anfield. Tại vòng 16 Premier League, Liverpool có chiến thắng trước đối thủ Aston Villa với tỷ số 1-0 trên sân nhà Anfield. Trận đấu này mang đến nhiều cảm xúc cho huấn luyện viên Steven Gerrard của Aston Villa, bởi huyền thoại người Anh có lần đầu tiên đối đầu với Liverpool, đội bóng mà Gerrard dành cả sự nghiệp cầu thủ để cống hiến. Sau trận thua 0-1 trước đội bóng cũ, Steven Gerrard có cơ hội trò chuyện với hai đồng đội mà anh từng thi đấu trong màu áo The Cup là Robbie Fowler và Michael Owen. Trong buổi phỏng vấn sau trận đấu, Michael Owen cho biết: "Tất cả chúng tôi đã trở lại Anfield trong nhiều vai trò khác nhau. Tôi thừa nhận rằng mình rất ghét trở lại khi đối đầu với Liverpool." Bạn Steven Gerrard cảm thấy thế nào khi trở lại ngày hôm nay và cảm thấy ra sao khi dẫn dắt một đội bóng trở về nhà của mình? Ngay sau câu hỏi của Michael Owen, Steven Gerrard đã có màn đáp trả rất thú vị khi cho rằng: "Nếu tôi chơi cho MU thì tôi cũng ghét trở về đây." Câu trả lời của Steven Gerrard ám chỉ việc Owen đã từng chơi MU, đội bóng được xem là kình địch của Liverpool tại Premier League. Ba đại gia châu Âu đua tranh chỉ khí hàng hải của Man United. Tương lai của Anthony Martial tại Man United chỉ còn được tính bằng ngày khi tiền đạo người Pháp muốn ra đi tìm bến đỗ mới để được thi đấu nhiều hơn. Martial muốn rời khỏi Old Trafford ngay trong tháng 1 năm 2022, hoặc chậm nhất tới kỳ chuyển nhượng mùa hè. Tờ Marca nhận định nếu có lời cầu hôn phù hợp, Martial sẽ chấm dứt khoảng thời gian 6,5 năm ở Manchester. Hiện tại các đại gia gồm PSG, Barca và Newcastle đều đang gấp rút lên kế hoạch chiêu mộ tiền đạo sinh năm 1995. Gã khổng lồ nước Pháp muốn đưa Martial hồi hương thế chỗ Kylian Mbappé sắp hết hợp đồng nhưng không tái ký. Barca cũng muốn tranh đua chi phí hàng hải của Man United. Rõ ràng đội chủ sân Nukem đang gặp vấn đề về khâu ghi bàn, ngay cả dưới thời tân huấn luyện viên Xavi Hernandez. Newcastle, đội bóng giàu nhất thế giới cũng quan tâm đến tiền đạo 26 tuổi của Man United. Malaysia không còn là đối thủ của tuyển Việt Nam. Trước tuyển Malaysia tổn thất nhiều về mặt lực lượng, thay cho ông Park Hang-seo có 3 điểm dễ dàng. Ngay trong hiệp 1, Nguyễn Quang Hải và Nguyễn Công Phượng thay nhau lập công cho Việt Nam. Tiền vệ Nguyễn Hoàng Đức là người ghi bàn ấn định chiến thắng 3-0 ở hiệp 2. Với kết quả này, huấn luyện viên Park duy trì thành tích chưa từng thua các đội Đông Nam Á. Chiến thắng 3-0 trước Malaysia ở vòng bảng AFF Cup 2020 bằng một thế trận áp đảo. Trận đấu được đẩy lên cao qua dư luận của hai nước Việt Nam và Malaysia. Nhưng nhìn những gì Malaysia thể hiện cho thấy họ không còn là đối thủ của Việt Nam nữa. Malaysia đã ở đẳng cấp thấp hơn rồi. Trong số 6 trận Việt Nam và Malaysia chạm trán nhau gần đây nhất khi đây chính là trận nhàn nhã nhất của thầy trò ông Park. Ở trận tiếp theo sau đây 3 ngày, tuyển Việt Nam sẽ gặp Indonesia. Đèn bẹt Lào, huấn luyện viên Indonesia tuyên bố thắng Việt Nam và thầy Park.
Tuyển Indonesia giành 2 chiến thắng liên tiếp ở AFF Cup 2020 khi vượt qua Campuchia 4-2 và Lào 5-1 để tạm vươn lên dẫn đầu bảng B AFF Cup 2020. Phát biểu sau trận đấu, huấn luyện viên Shin Tae-yong tự tin nói về trận đấu tiếp theo tại bảng B: "Tuyển Việt Nam là đội mạnh thật, nhưng chúng tôi tuân theo chiến thuật và nếu chơi 100% khả năng thì không gì ngăn được chúng tôi giành chiến thắng trong trận đấu tới." Những phát biểu của huấn luyện viên Shin Tae-yong cho thấy ông đang chơi đòn tâm lý với đội tuyển Việt Nam trước trận đối đầu diễn ra vào ngày 15 tháng 12 tới. Kể từ khi dẫn dắt Indonesia, mục tiêu đánh bại tuyển Việt Nam luôn được nhà cầm quân người Hàn Quốc đặt lên hàng đầu. Nghẹt thở người đẹp vô địch Olympic chinh phục bức tường dựng đứng 360m. Mới đây, trang web chuyên về kỷ lục thể thao đăng tải lại màn chinh phục bức tường của cột ống khói cao nhất châu Âu lên tới 360m. Hai nhà leo núi Slovenia Janja Gandred và Roman Sofi chinh phục thành công cột ống khói cao nhất châu Âu vào năm 2020. Cột ống khói cao 360m thuộc trạm điện Doge, phía đông Slovenia được xây dựng theo hình thẳng đứng tạo ra cảm giác rợn người khi đứng từ dưới nhìn lên hoặc từ trên nhìn xuống. Ống khói đã dừng hoạt động 2014, có 13 phần dốc được gọi là cao độ. Phần thử thách nghẹt thở nhất mà Gandred và Sofi phải đối mặt là ở độ cao 257m so với mặt đất. Họ đã mất 7 giờ 32 phút để có thể lên đến đỉnh cột. Gandred đã đại diện cho Slovenia tham dự Thế vận hội Tokyo 2020 năm nay. Nhà vô địch giành 8 huy chương vàng thế giới năm nay cũng giành được huy chương vàng Olympic ở nội dung leo núi. Cảm ơn các bạn đã đến và lắng nghe bản tin của chúng tôi. Hẹn gặp các bạn bản tin sáng mai nhé!